em đang có mặt ở bệnh viện Trung ương Huế. Sau một tuần cần chia sẻ cho những trường hợp của Hoa Cảnh, hai vợ chồng anh Cảnh ở vùng nẻo cao A Lưới đang mắc bệnh tim, cần tiền để mà mổ tim. Thì được rất là trân trọng khi nhận được sự đồng cảm, yêu thương gửi gắm của cô Chu Sân Trân ở Mỹ, cũng như là chị Thịnh ở Mỹ, rồi vợ chồng cô chủ Diệp Vinh và bốn cậu nụ ở Canada, Lan ở Hà Nội, chị Hành ở Pháp, Nam Giáo Family, chị Ngọc ở Mỹ. Nói chung là rất là thương anh, cho nên gửi đến một số tiền để anh có tiền để mà nộp viện phí mà mổ tim. Thì Trân nhận được tổng cộng như vậy là 20.500.000. Thì Trân cũng rất là mừng và trân trọng cảm ơn cái tình thương mà quý cô chú anh chị đã dành cho anh Thẩm đây. Như ở trên Facebook thì Trân chia sẻ thì hoàn cảnh của anh Thẩm đây là gần 40 tuổi, có hai đứa con nhỏ, con là lớp 7 anh. Mà trong Tết thì bị thần, cho nên bao nhiêu tiền vay mượn thì để mà chữa thần rồi, nhưng mà ra Tết thì cần tiền để bổ tim, nhưng mà hơn một tháng trời vay mượn cũng có. Thì Trân thấy hoàn cảnh anh chị đấy thì với hai cháu nhỏ thì Trân cũng không đành, cho nên mới đứng ra để mà mong bà con chia sẻ đồng cảm. Mà Trân không ngờ hôm nay là Trân nhận được một số tiền rất là lớn từ những tấm lòng vàng của quý nhà hảo tâm, được 20.500.000 cho anh có tiền một điều trị và điều trị tim, bộ tim đấy, để trở về với hai cháu nhỏ. Thì hôm nay anh chị là nhận được là cô Chu Sân Trân là 100 đô, 2.500.000, và chị Thần ở Mỹ 300 đô là 7.500.000. Vợ chồng cô chủ Diệp Chính và bốn cậu nữ ở Canada là 1.000.000, Lan ở Hà Nội là 500.000, chị Hành ở Pháp là 3.000.000, Nam Giáo Family 1.000.000, chị Ngọc ở Mỹ 200 đô bằng 5.000.000, tổng như vậy là 20.500.000, một số tiền quá lớn. Anh chị thấy đó. Rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, giống như hoàn cảnh của em bây giờ khó khăn lắm, nhưng mà có cô chú anh bạn ở Mỹ đã giúp đỡ em thì em rất cảm ơn tất cả, để sau này cũng giúp đỡ em nhiều hơn nữa. Hồi hộp chưa, không có tiền mua một mà chưa đó có rồi, các chú các bác đã giúp đỡ em rất nhiều, rất cảm ơn. Dạ, vì cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ em trong hoàn cảnh khó khăn rồi, để mà sau này đã được về với gia đình, cho với hai đứa con, để nói chung là anh cũng rất là xúc động. Mong có một sức khỏe tốt sau mổ tim. Thì nói chung là anh rất là mừng luôn, chứ ở vùng núi thì anh cũng biết vay mượn ai. Với chị vợ đây thì cũng nãy giờ cũng chảy nước mắt khóc luôn, cũng không nghĩ là số. Chị nói đi, cảm xúc của chị đi. Dạ, cảm ơn mẹ chị giúp đỡ hoàn cảnh, giúp đỡ hoàn cảnh nhà em, rất là cảm ơn mọi người đều có chia sẻ giúp em trong lúc khó khăn, để bệnh tật để mà mổ tim để hoàn thành, để về với gia đình. Nói chung cũng về viện cũng 2-3 bữa rồi, nhưng mà cũng chưa đủ tiền viện phí, cho nên cũng chưa được mổ. Nên giờ chưa có tiền mổ thì hai vợ chồng rất là xúc động. Tôi trân trao cho anh chị có tiền vô nộp hết viện phí để mà lo. Rất mừng. Lạc quan lên cho khỏe, vì bị tím mất. Đây, trong bí thư giờ đầu tiên là cô chủ Chu Sân ấy, 100 đô là 2.500.000, 2.500.000 cô chủ Chu Sân. Cảm ơn. Đây, 2.500.000
là chị Ngọc ở Mỹ, 200 đô, 5 triệu. Cảm ơn chị Ngọc. 2, 3, 4, 5. Rồi, chị Ngọc ở Mỹ. Dạ. Nam Giao Family 1 triệu. 1 triệu. Quý chưa? Chị Hành ở Pháp 3 triệu. Cảm ơn chị Hành, 3 triệu. Vợ chồng có chủ Diệp Dính và 4 cậu nữ ở Canada 1 triệu. Chị Thân ở Mỹ 300 đô bằng 7 triệu rưỡi. 1 triệu, 1 rưỡi, 2 triệu, 2 rưỡi, 3 triệu, 3 rưỡi, 4 triệu, 4 rưỡi, 5 triệu, 5 rưỡi, 6 triệu, 7 rưỡi, 7 triệu, 7 triệu rưỡi, 300 đô chị Thân ở Mỹ. Nguyễn Phương Lan ở Hà Nội 500 ngàn. Dạ, cảm ơn chị Lan. Lan dạ, một số tiền rất là lớn. Cảm ơn xin trân trọng biết ơn các cô chú đã giúp đỡ hoàn cảnh em. Sau khi em được số tiền nhiều thì được một được về hai đứa cháu gia đình cùng nhau để sống. Rất cảm ơn. Mong cho anh mổ tim khỏe hết. Trở về thì không làm được nhiều cho cũng ở bên con. Con chị thì không còn phải chăm anh nữa để mà có thể ra nướng ra rẫy để mà kiếm gạo về lo cho hai con nhỏ hết. Trân cũng trân trọng và rất là trân quý cái tình cảm yêu thương vô bờ của quý cô chú anh chị hảo tâm ở trong và ngoài nước đã luôn đồng cảm cùng nhịp cầu trân Huệ thương để trân có những cái ngày rất là xúc động và ý nghĩa khi những hoàn cảnh mà ở vùng nẻo cao thì đã cực khổ rồi, thiếu ăn thiếu mặc, chứ không nói nghĩ tới khi mà hoàn cảnh bệnh tật nữa, cho nên được sự thương yêu của quý cô chú anh chị em và các bạn trân vô cùng trân trọng cảm ơn tình cảm của quý cô chú anh chị bạn bè xa gần. Một lần nữa trân xin kính chúc quý cô chú anh chị em và các bạn luôn bình an sức khỏe, phúc trân xin mời công đức đến toàn thể.